Xin chào mọi người. Rất là may mắn nha. Hôm nay kiểu anh vừa mới đi Mỹ về, vừa mới hạ cánh luôn á. Bây giờ xin mời mọi người vô nhà để mà chúng ta cùng trò chuyện nha. Diện tích của căn nhà này chỉ có 450 mét vuông thôi, nhưng mà thực sự á, nhìn rất là rộng đúng không? Là bởi vì là bao quanh cái căn nhà này đó là vườn và hồ cá. Kiểu anh lại còn được lợi thêm là có một cái bãi cỏ đằng trước để mà làm sân đá bóng cho tất cả các con. Cho nên là nhìn thấy căn nhà lại càng rộng hơn. Căn nhà này á, được Kiều Anh thiết kế theo phong cách là phương Đông cổ điển. Có nghĩa là phương Đông một chút và mình có mix một chút những cái đồ cổ ở trong cái căn nhà này. Cho nên mà đây là cái niềm yêu thích của ông xã của Kiều Anh, cho nên là luôn luôn sử dụng tất cả những cái đồ cổ đưa vào cái căn nhà này. Căn nhà này á, thì Kiều Anh có tổng cộng là 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ, và ở ngoài ra thì mình có diện tích là phòng ăn nè, phòng khách nè. Rồi vừa rồi thì Kiều Anh mới xây thêm một cái phòng kính ở ngoài vườn, và nơi đó là cái khu vực mà Kiều Anh yêu thích nhất. Lúc đó thì Kiều Anh còn nhớ là ở đây là một cái ở trong trong cái khu này thì rất là đẹp, nhưng mà phía bên ngoài á, thì cỏ mọc tùm, đường thì ngập nước, cầu thì chưa có, nói chung là tất cả đều phải đi di chuyển bằng phà. Thì nhìn thấy là cái nó nói chung là cũng hơi ngại để mà về đấy ở. Nếu mà mỗi một ngày mình muốn đi đâu mình đều phải đi phà hết, rồi là mình không có một cái giao thông vận tải, một cái con đường bộ nào hay là một cái cầu nào cả. Mình nghe nói là sắp sửa xây thôi mà không biết là bao giờ xây. Thế nhưng mà Kiều Anh thì lại rất thích cái không khí ở đây, và đến đây giống như là một cái gì đó, nó là một cái duyên vậy đó. Thì ông bà mình thường nói là đất đi tìm người chứ người không bao giờ đi tìm đất. Cho nên là khi mà đến đây rồi thì nhìn thấy là thích liền và đã mua cái miếng đất này. Và sau đó thì Kiều Anh bắt đầu lập gia đình, thì hai vợ chồng mới quyết định rằng là xây cái miếng đất này lên để mà ở bên này. Tại vì ông xã Kiều Anh cũng rất là thích cái khu này, thì lúc đó cũng chưa có nhiều căn nhà biệt thự như bây giờ đâu, cũng cũng còn một vài căn chưa có xây. Thì nhưng mà lại cảm thấy rằng là đây là, nếu mà mình có con á, thì đây ở đây nó rất là môi trường không khí rất là trong sạch và nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là yên bình. Thì lúc đó bắt đầu mới xây, và Kiều Anh chính thức dọn về căn nhà này ở là từ năm 2007, là sau khi mà vợ chồng đám cưới xong là dọn về.